Chào mọi người, xin chào tất cả các mọi người nha. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGroup nhận top cần GFN. Để tham gia dán các bạn click phần link mô tả bằng nút chuột tắt chat chatbot nè. Con này đã list trên sàn chat web chạy trên đăng tới 60 nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn join group pin seller của nó nè. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên. Rồi các bạn join tiếp kênh group các bạn. Rồi Tower thì các bạn chỉ việc follow Tower thôi các bạn. Các bạn nhảy xíu các bạn. Rồi các bạn chờ lót đến trang trader của mình chút xíu nha các bạn theo dõi nè. Gần Tết đến mình kiếm rất nhiều kèo, những kèo này góp up lên cho tất cả các bạn này kiếm tiền Tết các bạn. Rồi khi tham gia dán các bạn nhận 0.5 tóc cằn GDN này khoảng 3 đô ạ. Mà được ghép 0.2 khoảng 1 đô 2 rồi các bạn lại đi. Bao nhiêu thì bao nhiêu. Chạy trên tảng dưới chôn nha các bạn. Các bạn test lên. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút chat nè. Rồi các bạn chờ nó lót dự án chút xíu các bạn. Chờ nó cập nhật thông tin chút xíu. Một tôi cần GSD nào khoảng 6 đô các bạn. Đây là sàn chất quáp kìa. Mình khi tham gia dán này mình nhận 0.5 tóc cần GDN nè. Rồi bạn bấm tiếp continue các bạn. Like, follow, hoặc tan nữa. Rồi các bạn bấm vào nút. Không các bạn. Bạn join tiếp kìa. Join tiếp kênh seller nè. Hàng mình kiểm tra được thôi nha các bạn. Kiểm tra mấy cái này rồi mình có follow hết chương này các bạn. Rồi phải các bạn nha. Cái thằng quỷ này điện mình quả anh chí không biết nữa. Làm xong video là xử nó liền nè. Rồi nha các bạn kiểm tra xong các bạn bấm nhanh lúc ship mới đi tên nha các bạn. Rồi các bạn điền là username Telegram, các bạn mở trang Telegram của mình, các bạn vào setting copy username Telegram của mình nhé các bạn. Anh là 01133 nè. Rồi submit you Tower blue file URL là các bạn cũng mở cái trang trader của mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào ba hồ sơ nè, bao gạch trong hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn nhìn về ba chỗ gạch trên đầu nó, bấm vào chia sẻ nè. Rồi sao chép giờ khoe như tặng các bạn. Rồi sau khi khoe chép giờ như tặng xong các bạn cũng trở về gỡ đường link profile của nó các bạn. Bạn dán vào nè. Rồi bạn gỡ nữa nha bạn. Rồi các bạn chậm xíu nha bạn. Rồi nha các bạn gỡ là địa chỉ cho nó với chôn nha bạn. Chạy trên nền tảng TC20 nha bạn. Không được dùng với các bạn mở địa chỉ với chôn link của mình ra đi. Các bạn mở địa chỉ chôn link nữa, cút về nó có phân phối gì với chôn. Các bạn vào sàn chết web các bạn giao dịch luôn nha các bạn. Rồi các bạn bấm copy địa chỉ nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Cái máy của mình bị lốt chậm hay sao các bạn. Rồi các bạn gỡ nữa các bạn. Rồi các bạn gỡ cho bot nha bạn. Rồi mình đã nhận được 0. Bấm status.
Rồi mình đã nhận được 0.5 tục cần nha các bạn. Con này mình không biết nó phân phối vào ngày mấy luôn. Vậy video mình đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.